Hà Nội mới lên tiếng bác bỏ những phát biểu của phía Trung Quốc sau khi bị Bắc Kinh cáo buộc xuyên tạc lịch sử, bác bỏ thực tế và nuốt lời liên quan tới quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, còn Việt Nam gọi là Hoàng Sa, cũng như về công hàm Phạm Văn Đồng. Trả lời VOA qua email, Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Lê Hải Bình nói, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động của Trung Quốc đã vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Việc chiếm giữ bằng vũ lực không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa. Tuyên bố của ông Bình được đưa ra hôm 27 tháng 5, một ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng một cuộc họp báo của Việt Nam, trong đó có đề cập tới công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là lỗ bịch và nực cười. Năm 1958, chính phủ Trung Quốc thông báo rằng vùng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý, trong đó có quần đảo Tây Sa. 10 ngày sau thông báo trên, Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng gửi một công hàm tới Thủ tướng Chu Ân Lai, ghi nhận và tán thành tuyên bố của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 23 tháng 5, Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã viện dẫn sai lệch công thư. Ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, nói rằng công thư của ông Đồng hoàn toàn không đề cập tới vấn đề lãnh thổ cũng như là chủ quyền và không đề cập tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cái nội dung công thư chỉ ghi nhận và tán thành cái việc Trung Quốc mở rộng lãnh hải 12 hải lý và đồng thời là chỉ thị cho các cơ quan Việt Nam tôn trọng cái giới hạn 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố. Việc công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không đề cập đến hai quần đảo này đó, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì cũng phù hợp với cái thực tế lúc đó là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 và thuộc cái quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa mà được Pháp chuyển giao trên thực tế năm 1956, phù hợp với cái hiệp định Geneva năm 1954 mà Trung Quốc là một bên tham gia. Trong khi đó, phát ngôn viên Tần Cương lại nói rằng bấy lâu nay, các tài liệu chính thức, sách giáo khoa và bản đồ của Việt Nam đều cho thấy quần đảo Tây Sa thuộc về Trung Quốc và nói thêm rằng Việt Nam có mức độ khả tín thấp. Báo chí trong nước gần đây cũng cho đăng toàn văn công hàm Phạm Văn Đồng với những bài phân tích, bình luận bác bỏ lý giải của Trung Quốc. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, luật sư và cựu giảng viên trường luật Harvard cho rằng công hàm Phạm Văn Đồng không có hiệu lực pháp lý. Đó là chỉ là một cái tuyên bố đơn phương, cho nên nó không có cái giá trị của một cái hiệp ước nhận đất là thủ tục bó buộc theo hiến pháp 1946 của Cộng hòa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa áp dụng vào thời điểm 1958. Bởi vì rằng á, khi ông Đồng tuyên bố, ông không thể nhân dân chủ tịch nước mới là cái người có quyền ký những hiệp ước về nhượng đất, và ngay cả chủ tịch nước Hồ Chí Minh cũng phải có nghị viện, lúc đó gọi là nghị viện tức là quốc hội phê chuẩn hiệp ước thì mới có giá trị. Tiến sĩ Tài cũng đưa ra luận cứ rằng ông Phạm Văn Đồng không có tư cách pháp lý nhượng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vì Hiệp định Geneva đã giao việc quản lý hai quần đảo này cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Tài nói thêm rằng nếu đôi bên không thể tiếp tục cãi lý trên các diễn đàn quốc tế thì vụ việc cần phải được đưa ra tòa án quốc tế. Nhưng chuyên gia luật này cũng cho rằng việc kiện ra tòa rất khó vì Bắc Kinh từ trước tới nay không đồng ý ra tòa nên chỉ còn đánh nhau trên mặt trận ngoại giao mà thôi. Những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại bấy lâu nay dùng công hàm này để cáo buộc Hà Nội đã thực hiện điều họ gọi là bán nước, nhưng phía Việt Nam luôn bác bỏ điều này.